Chúng ta làm câu 8, câu trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của Phú Yên 2023-2024. Đây như sau. Trên thực tế, thành phần hóa học chính của khoáng pyrit được coi là hỗn hợp FeS2 và FeS. Khi xử lý hoàn toàn một mẫu khoáng pyrit có thành phần là X phân tử FeS2 và Y phân tử FeS không chứa tạp chất bằng lượng dư brom trong dung dịch cao H. Quá trình xử lý không chịu tác động của oxy trong không khí và chất oxa khác. Thu được kết quả màu nâu đỏ và đỏ nâu A và dung dịch B. Nung A đến khối lượng không đổi thì thu được 0,2 gram chất rắn thêm lượng dư. Điều cầu chúng ta là tìm tỷ lệ đi và tính khối lượng brom theo lý thuyết cần để oxy hóa mẫu khoáng. Các bạn có hiểu vấn đề không ạ? Cái bài toán này chúng ta nằm ở đâu? Mâu chốt nằm ở đâu? Bạn nói cho thầy biết nào. Mà cái câu này thì mời chúng ta có học không ta? Tôi hỏi này, cái chương trình chúng ta đâu có học cái phản ứng của FeS với FeS2 với brom với cao H đâu. Đúng không các bạn? Dạ không có đâu. Mà ở đây thì nếu mà mình đọc được đề á, mình phân tích được đề á, thì bài này hay lắm. Còn không thì chịu luôn. Hiểu vấn đề không? Có nghĩa là bài này chúng ta chỉ cần ghi, chúng ta hiểu được, chúng ta đoán được phương trình thì chúng ta làm được. Còn không thì chịu. Vì câu này là một câu hoàn toàn lạ về phương trình luôn. Mà câu lạ về phương trình thì coi như là vứt rồi. Nếu mà bạn ghi phương trình sai coi như là sai. Được không ạ? Rồi ta thử coi thử nha. Thì ở đây em hiểu như thế này. Chúng ta chỉ cần tìm tỷ lệ ở đây thôi. Thì tức là em cần tìm mol FeS2 và mol FeS, hiểu chưa? Coi như bài toán là hết. Hiểu vấn đề không ạ? Rồi bây giờ chúng ta có FeS 2 và FeS. Theo đề cho là tác dụng với brom và cao H. Brom và cao H. Rồi, ở đây bạn đọc đề bạn thấy cái gì xảy ra? Người ta kêu là chúng ta sau phản ứng thì chúng ta sẽ thu được cái tủa màu đỏ nâu. Như vậy điều này chứng tỏ chắc chắn là nó có FeOH3. Rồi tiếp tục nè, cái tủa này đó. Và dung dịch B. Nếu vậy thì chúng ta thể dự đoán được dung dịch B khả năng cao nó chắc chắn là có KBr. Và có thêm nữa, đó là K2S4 do cái lưu huỳnh nó chuyển thành S4. Và còn hydro chưa sử dụng nữa thì có khả năng nó sẽ xuất hiện nước. Oxy chưa sử dụng là có thể xuất hiện nước. Thế chứ mà. Như vậy đây thì dự đoán nó sẽ là KBr cộng cho K2S4 cộng H2O. H2O là mình dự phòng thôi. Còn nếu đúng mà cân bằng thiếu thì nó mới bù nước vô. KBr, hai thằng này chắc bạn chắc giống với nhau. K2S4 cộng H2O. Bởi vì để cho đâu có điều kiện khác đâu. Không biết là các bạn có hiểu ý tưởng không ạ? Alo. Chỗ này không đã. Rồi bây giờ chúng ta phân tích tính hợp lý nha. Rồi. Cân bằng thì chưa cần cân bằng vội đâu để đó đã. Bởi vì chúng ta chắc gì đã ghi phương trình đúng đâu mà cân bằng. Cái tủa A màu nâu đỏ này và dung dịch B này, nung cái tủa A trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 0,2 gram chất rắn. Như vậy FeOH tất cả 3 chúng ta nhiệt phân thì thu được Fe2O3 cộng H2O. Đây 2, đây 3. Tiếp. Thêm lượng dư BaCl2 vô dung dịch B thì thu được cái tủa màu trắng không tan. Như vậy chắc chắn là đúng rồi em ơi. Chắc chắn là chúng ta xin để đáp bốn là hoàn toàn đúng rồi. K2S4 em đi tác dụng với BaCl2 để tạo thành BaS4 tủa.
cộng KCL. Được chưa mà? Rồi, viết phương trình sẽ ra tìm tỷ lệ đi và tính khối lượng brom. Ủa vậy xong rồi, dễ không em ơi? Bài hai dự kiện hết. Các bạn có hiểu ý thầy nói không ạ? Dạ hiểu. Cái bài này mục tiêu của em đó là ở đây người ta cho chúng ta gợi mở rồi này, thanh niên tuổi màu nâu đỏ này, mà thằng sau tác dụng được với BaCl2 thì chắc chắn có chữ SO4 bởi vì tủa màu trắng. Đây giờ và tủa này không tan được đường axit, hoàn toàn đúng rồi. Ở đây người ta nói như thế này chắc chắn là nó là Ba4 em ạ, có thể là K2SO3 vẫn được nhưng mà để nói chơi là chắc chắn rồi. Và nếu vậy brom bơ vơ thì chắc chắn là KBr hết. Rồi em cân bằng phương trình nữa là xong. Mà muốn cân bằng thì nghĩ bài này là ô số khử rồi. Đại đơn chắc là không này, đơn chắc là không này. Sắt đại dương 3 này, đại dương 6 này. Rồi. Brom là không này. Với trừ 1 này. Chúng ta có Fe2 và Br2. 0 lên 3, 0 lên 6 là 0 lên 3 là 3, 0 lên 6 là 6, 6 nhân 2 là 12, 12 với 3 15. Brom từ 0 xuống trừ 1 nhân 2 là 2. 15 2 là 2 15. Nhờ 2 sắt. 4S thì đây sẽ là 4. Tiếp tục ở đây em sẽ là 15 brom. 15 brom thì đây 30. Em tính cho thầy đi, 30 cộng cho 8 là 38. 38 kali. 38 kali thì chúng ta lấy 38 trừ đi 6 còn 32. 6 của Fe2SO4 tất cả 3 đây em, hiểu đấy. Nó còn 32, 32 chia 2 thì thằng này 16. Rồi các bạn có kiến gì không đã, để thầy giảng tiếp. Được chưa mà? Rồi. Ở bài này bạn cần phải có một cái nhãn quan dự đoán được phương trình. Nếu em đoán được phương trình coi như là xong. Chứ thực chất câu này mình lựa chọn câu 8 là hợp lý hơn câu 5 vì câu 5 nó phức tạp hơn nhiều. Tương tự em, thằng đi tăng. Bạn nào không hiểu thì hỏi nha. Thầy chỉ dạy những gì mà thầy cảm thấy tốt nhất. Và lưu ý ở đây là chúng ta đi thi là chúng ta không xác định số xóa, cũng không ghi cái biểu thức cân bằng, và chúng ta chỉ cân bằng thôi. Còn đây thầy giảng, thầy phải giảng kỹ. 3, 6 là 9. Brom vẫn là số 2. 9, 2 là 29. 2FE 2S 18 brom. 18K cộng cho 4K là 22K. 22 hero trừ đi đây 6 thì còn lại là 16. 16 chia cho 2 còn lại là 8. Này họ hỏi thiệt mấy đứa là thầy giảng mấy đứa có hiểu không vậy? Em ơi. Hiểu. Đây A thì đây sẽ là 2A. Đây B thì đây nó sẽ là B. A cộng B. A cộng B chia 2 là 05 A cộng 05 B. Em có thằng này thầy ghi luôn nha. 02 chia 160 bằng nhiêu mày? Cái số mol thằng này là 2A cộng B. Đây, chia cho 100, 233 phải không ta? Là 232 vậy đó. 137 cộng 96, 233. Em tính cho thầy A bằng bao nhiêu, B bằng nhiêu? A, B bằng nhiêu?
Bao nhiêu thời điểm mà bao nhiêu ạ? Nếu mà lẻ quá thì chúng ta để phân số em, bởi vì chúng ta chỉ cần tìm tỷ lệ A chia B thôi mà, X chia thêm mà. Các bạn bấm ra được không ạ? X là bằng 2,25 nhân 10 mũ trừ 3. Cho sắp xếp đi hệ 2,25 nhân 10 mũ trừ 3 rồi, ok. Tiếp tục. Y là bằng 2,5 nhân 10 mũ trừ 4. Đó rồi, 2,5 nhân 10 mũ trừ 4. Để chỉ gì em nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta tìm này. Yêu cầu chúng ta là tìm tỷ lệ x chia. X chia tức là tỷ số bây giờ nó tương ứng với A chia B. Và bạn tính cho thầy bao nhiêu? Phần chín 4 chia 9 hẹp. một phần chín thôi. 1 phần 9. Đó, ok. Hết rồi đem. Bây giờ còn tính khối lượng của brom theo lý thuyết nữa. Yeah. Cần để oxy hóa một khoáng brom thì chúng ta chuyển qua thôi. Thế tăng đây là 7,5A. Chúng ở đây là 4,5B. Khối lượng brom đây mà 160 nhân cho 7,5 nhân 2,25 nhân 10 mũ trừ 3 cộng 4,5 nhân cho 2,5 nhân 10 mũ trừ 4. Thế giờ này bao nhiêu? Hai tám tám đúng không em? Rồi, không biết là các bạn có kiến gì không đã không? Dạ không. Kiểm tra thầy làm đúng cho em ơi, mất công sai số. Ok. Và theo đánh giá của thầy thì câu này bạn chỉ cần đoán được thôi. Đoán nha. Đoán được cái phương trình coi như làm được. Còn nếu mình đoán sai coi như là sai thế thôi.